Hello mọi người, video này thì mình sẽ giải đáp một câu hỏi của một anh trên nhóm Zalo hỏi mình là công cụ dựng hình từ AutoCAD mà cụ thể là dựng cái móng cọc từ cái file AutoCAD này thì tại sao nó không có chạy được. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết. Thì mọi người thấy là cái cọc của dự án này thì nó có hai cái đường kính. Kính thứ nhất là 400, kính thứ hai là 500. Đầu tiên là mình phải xử lý file CAD, mình sẽ chọn hết tất cả những cái cọc có trong dự án của mình. Mình cái là mình chọn lệnh similar này. Rồi, mình sẽ xử lý HI Isolate Object để mình xử lý nó. Edit Block này. Thì tool của mình nó hoạt động là căn cứ vào cái tâm tâm của cọc, căn cứ vào tâm của cọc để nó vẽ nên nên cái cọc với đường kính tương ứng. Đó. Thì ở đây mình thấy là những cái cọc mà nó có cùng cùng một cái đường kính á thì nó cùng một cái block. Ví dụ đây block này á thì nó đang là 400 này. Đó, rồi. Tương tự những cái block này sẽ là 400 luôn. Tương tự như cái block này là 500. Rồi, do vậy mình sẽ edit một block này. Edit block này đi ha. Cái block này là 500 thì mình sẽ tạo ra một cái layer mới. New layer này. Đặt tên nó là beam. Đặt tên gì cũng được ha. The 500. Cho nó màu sáng lên đi. Rồi, ok. Mình sẽ đặt nó, tool của mình đang hoạt động là dựa vào căn cứ vào giao điểm của hai cái đường tâm và nó tạo ra một cái cọc với đường kính, với một cái đường kính mà do mình nhập vào ở trong Revit, mình setup ở trong Revit. Do vậy cái đường cái cọc cái block này có đang có đường kính là 500 thì mình sẽ chọn cái layer tâm của nó sẽ là Builder 500. Đó, rồi mình sẽ lưu lại. Đó, thì những cái nào Builder 500 nó đã chọn màu đỏ cho mình rồi nè. Nhưng trong một cái block này á, thì nó còn có những cái cọc 400 nữa. Giờ mà mình tiếp tục edit nè. Rồi, cái này mình sẽ edit tiếp. Đó là 400. Thì mình cũng tiếp tục layer. Mình đặt một cái layer mới. New layer này. Beam. The 400. À, mình cho nó màu đỏ luôn đi. Đưa 400 cho nó màu đỏ luôn ha, cho nó phân mình phân biệt ra là những cái lốc nào đã mình đã xử lý rồi cho nó có màu nó dễ nhìn. Đưa 400 rồi mình lưu lại. Rồi, tương tự thì mình thấy là tất cả những cái block mình đã xử lý hết rồi. Rồi, ok ha, mình mở lên. Đó. Rồi đỡ mà khi mà vô trong Revit nó chạy nó tool nó xử lý nhanh thì mình có thể là giữ lại những cái cọc thôi, mình chỉ lại giữ lại những cái cọc thôi. Ví dụ như mình chọn cái cọc này, hai cái block này, chọn similar và đồng thời mình giữ lại cái lưới trục để mình định vị, cái vị trí của cái cọc á so với cái công trình của mình á chính xác đó. Thì mình chỉ cần giữ lại như đây thôi, mình dùng cái lệnh là vblock, mình lưu ra, mình đặt tên nó là cọc. Rồi tiếp theo là mình sẽ vô insert, chọn liên kết và mình liên đến file của mình đang liên ở với Builder ha. Đó thì khi đó cái file kết mình vô trong cái Revit của mình đó, nó chỉ còn 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 là tâm của cọc và vị trí của những hệ lưới để mình định vị vị trí của file case này so với dự án của mình. Rồi, tiếp theo mình sẽ chạy lệnh này, chọn vô, mọi người có thể chọn trước file case rồi chạy lệnh hoặc là chạy lệnh xong rồi mình mới chọn file case. Đó, đầu tiên mình sẽ dựng cái cọc D400. Thì trước khi dựng cọc á
thì mọi người phải vô chỗ structure này, chọn isolate. Đấy, mình kéo xuống cái cọc tròn của mình nè. Mình đang có hai cái cọc là 400 và 500. Nếu mà dự án mình chưa có thì mình phải tạo ra trước những cái cọc này, thì lúc đó chạy lên nó mới có những cái thông số để mình setup những ngày này. Đó, đầu tiên mình sẽ dựng cái cọc 400 và mình chọn cái đơ 400. Rồi, mình đang đặt cọc ở tầng 1. Đó, nếu mà chưa có cái thay cọc đơ 400 thì lúc đó mình không có thể vẽ được. Mình xử lý kết làm sao cho cái file mình link vô Revit á, là nó chỉ giữ lại những cái layer tối thiểu. Nếu mà nhiều quá thì quá trình xử lý của tool nó sẽ lâu. Ok. Đó. Thì mình sẽ có được là 778 cái cọc đỡ 400. Rồi tiếp tục, mình cũng là modeling. Mình cũng vô Anva Beam Structure Modeling by Foundation này. Đó, mình sẽ chọn đỡ 500 và đồng thời chọn cái cọc 500. Đó, ok. Nó thì mình đã vẽ xong tất cả những món cọc rồi, thì chắc có thể là mọi người chưa có hiểu cách dùng nên trong quá trình xài sử dụng tool nó bị không có đúng ý mình, đúng mong muốn mình ha. Thì mọi người chọn lại ha, nãy mình chọn D400 mình chọn nhầm cọc vuông rồi, thì mình sẽ chỉnh lại thôi. Select all element này, mình chọn là cọc tròn D400, nó căn cứ vào tâm rồi nó đặt cái cọc. Do vậy nếu mà mình vẽ sai thì lúc đó mình sai cái loại cọc thì mình đổi lại cũng được, không có vấn đề gì hết ha. Ok, trong quá trình sử dụng AlphaBeam, nếu mọi người chưa có hiểu cách sử dụng những tool nào á, hoặc là chạy những cái tool nào nó bị lỗi á, thì nhắn tin với mình, nhớ mình thì đỡ tụi mình hỗ trợ mọi người được tốt hơn. Xin chào và hẹn mọi người ở những cái video hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã sử dụng AlphaBeam.